Bạn nghĩ đây là một hòn đảo ư? Không, đó là một con cá voi khổng lồ đang bị dây xích quấn chặt trên biển. Bởi vì nó thường xuyên lỡ miệng nuốt hàng trăm tàu thuyền qua lại nên đã bị quốc vương phong ấn ở đây. Trải qua hơn 500 năm, cơ thể của nó trở nên già cỗi, thậm chí còn hình thành cả một hòn đảo nhỏ trên lưng. Sự tra tấn dày vò tinh thần lẫn thể xác này khiến nó ngày nào cũng phải rơi lệ. Cũng giống như Tôn Ngộ Không chờ đợi Đường Tăng đến giải cứu, nó cũng đang chờ đợi người nào đó tốt bụng đến giúp mình. Nhưng liệu một chú lừa và một anh chàng ngốc nghếch có đủ sức giải thoát nó khỏi xiềng xích bất tận hay không? Xin mời cả nhà cùng tôi theo dõi bộ phim siêu hay siêu ý nghĩa này nhé! Nam chính Ivan là con trai của một chủ nông trại trồng lúa mạch, nhưng dạo gần đây nông trại của bố anh thường xuyên bị một con thú nào đó phá hoại. Vì vậy tối nào Ivan cũng phải ra đồng trông coi, cuối cùng sau bao ngày vất vả núp lùm anh cũng tìm ra được thủ phạm. Đó là một con ngựa trắng siêu to khổng lồ. Cho rằng một tuần bắt chó bằng 3 năm đi làm, Ivan ngay lập tức ném thòng lọng vào cổ nó để mai mang ra chợ bán. Ai ngờ con ngựa bất ngờ phát sáng rồi bỏ chạy khiến thanh niên phải ăn đất thay cơm. Với tốc độ như thế này thì chẳng mấy chốc nam chính sẽ được bế lên bàn thờ ngắm chuối xanh. Cũng may vì phóng nhanh quá nên chú ngựa phanh không kịp rơi tủm xuống hồ nước. Thấy nó bị mắc kẹt, Ivan lập tức dùng sức kéo lên nhưng dù anh cố gắng thế nào cũng không được. Phát hiện đằng sau có cối xay nước, nam chính liền nảy số buộc dây thừng vào đó. Nhờ vậy mới thành công cứu chú ngựa lên bờ. Cảm động trước tấm chân tình này, con bạch mã rơi nước mắt nước mũi tùm lum. Thấy vậy Ivan lập tức cởi dây thừng thả tự do cho nó. Bạch mã hí lên một tiếng nhằm cảm ơn anh rồi nhanh chóng phi vào làn sương khói mờ nhân ảnh. Sáng hôm sau tỉnh lại, Ivan tá hỏa khi thấy bên cạnh mình có hai con ngựa và một chú lừa biết nói tiếng người. Nó bảo rằng mình chính là con bạch mã được nam chính cứu tối qua. Để bày tỏ lòng biết ơn, chú lừa quyết định nhận Ivan làm chủ. Đúng là khôn như lừa, ngày nào cũng phải đi nhảy trộm lúa mì vào ban đêm, giờ thì chỉ cần ngồi rung đùi cũng có cái cho vào miệng. Có điều hôm qua bạch mã chạy hơi máu khiến cánh đồng lúa bị phá nát rất nhiều. Biết ông Bô chắc chắn sẽ mắng chửi và phạt mình nên Ivan vội nhảy lên lưng lừa chim én đi trước. Ai ngờ trông nhỏ vậy thôi mà nó có thể chạy với tốc độ bàn thờ. Đã vậy còn vênh mặt lên bảo anh đây mới chỉ sử dụng một phần công lực. Sau đó nó dùng thiên lý truyền âm gọi hai chú ngựa kia đến để cùng nam chính bỏ nhà đi bụi. Họ cứ đi mãi cho đến khi dừng chân tại một vương quốc giàu có. Vừa vào cổng thành, Ivan đã thu hút được sự chú ý của những người xung quanh. Bán cho tôi cặp ngựa này với giá 5 triệu đi, 60 tỷ tôi còn chưa chắc đồng ý chứ, 5 triệu chỉ đủ trợ cấp một tháng cho con của ai đó thôi. Dù không có ý định bán nhưng hai chú ngựa của Ivan đã lọt vào mắt xanh của tên vua tham lam mồm lông giống lão sếp của tôi. Bạn ơi, cho mình mượn tạm hai bé hắc mã này nha. Bao giờ mặt trời mọc đằng Tây thì mình trả lại. Ivan không dám động vào ông ta nên chỉ đành miễn cưỡng nghe lời. Chú lừa thấy anh chủ của mình bất lực không dám chống lại, nên nhân lúc tên vua tham lam đi vào cung điện, nó liền dùng thiên lý truyền âm. Ngay lập tức hai con hắc mã phá cửa chạy về phía bọn họ. Gã vua không cam tâm mất hàng ngon liền phóng xe bốn cẳng chạy theo. Đang rượt nhau kịch tính trên đường thì xe bỗng mất phanh khiến ông ta rớt nài ngã thẳng vào đống bột mì. Thấy Ivan cười hớn hở trước mặt, gã vua liền tức cay dái đến cấp độ 7. Vì không muốn mất mặt trước thần dân nên ông ta không trách phạt anh, nhưng lại giao cho nam chính một nhiệm vụ bất khả thi, đó chính là tiêu diệt Phượng Hoàng Lửa trong truyền thuyết. Con quái vật đó đã giết rất nhiều binh sĩ của ông ta, nếu Ivan chiến thắng được nó thì anh sẽ được phong làm thánh kỵ sĩ. Còn từ chối hay thua trận thì xác định mồ yên mà đẹp, chẳng còn cách nào khác anh đành phải đồng ý. Thế là một người một lừa phóng với tốc độ bàn thờ bắt đầu hành trình đầy gian nan phía trước. Chú lừa bảo rằng Phượng Hoàng Lửa thích ăn nhất là quả thông, nghe xong chấn bé đù, Ivan hớn hở định nhặt một quả ăn thử coi thế nào. May mà chú lừa kịp thời ngăn cản, không thì nam chính xác định có một giấc ngủ ngàn thu. Sau đó hai người di chuyển tới một ốc đảo giữa sa mạc. Đây chính là nơi ở của Phượng Hoàng Lửa. Ivan ném thử một quả thông để dụ con mồi nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Chẳng lẽ con lừa này là đàn em của Long Chọc chuyên lừa bán khóa học làm giàu hay sao ta? Nam chính ném một đống quả thông ra ngoài, bỗng dưng mặt đất rực sáng. Ngay sau đó Phượng Hoàng Lửa xuất hiện bay vụt lên khỏi mặt đất. Nó đáp xuống nhặt một quả thông ăn thử, thấy ngon quá nó liền cho hết vào miệng ăn cho sướng bụng. Kết quả say xỉn chân đá chân chiêu rồi ngã lăn ra đất ngủ ngon lành. Hóa ra Ivan đã bí mật đánh thuốc mê từ trước. Chính vào lúc anh đang hí hửng thì đột nhiên có một cái chân thò tới. Bố mày lại đẻ ra mày đấy con trai à? Phượng Hoàng Lửa tức giận quyết truy cùng đuổi tận Ivan. Ngay khi nó sắp bắt được nam chính thì chú lửa đã kịp thời lao đến cứu anh một mạng, nhưng bản thân chú ta lại bị vùi vào cát không thể cử động được. Phượng Hoàng thấy vậy liền đổi thực đơn sang món lừa nướng mọi. Nó chỉ cần thở nhẹ một cái, thanh kiếm của Ivan bốc hơi ngay lập tức. Thấy quả thông dưới đất, Phượng Hoàng định cúi đầu xuống ăn. Ai ngờ bị cướp mất trên giàn mướp khiến nó nổi trận lôi đình thiêu rụi luôn cả ốc đảo. Nhân cơ hội đó Ivan bế chú lừa bỏ chạy nhưng phía trước lại là đường cùng. Đúng vào lúc nguy cấp, nam chính đã ném quả thông cuối cùng trong túi ra. Phượng Hoàng lập tức đớp lấy ăn ngon lành. Kết quả nó bị say thuốc rồi ngã nhào xuống nước. Tỉnh cơn lú, Phượng Hoàng thấy mình bị trói chặt không thể cử động. Nghĩ tới cảnh trở thành gà trụi lông cho người ta ngắm, nó liền rơi nước mắt. Ivan tốt bụng không đành lòng nên đã thả nó ra.
Phượng Hoàng chớp mắt cảm ơn rồi vỗ cánh bay vụt lên bầu trời tự do. Nó bảo khi nào chấn bé đù gặp chuyện thì chỉ cần hú lên và để lại một sợi lông vũ làm tin, không ngờ sợi lông này lại có thể đổi màu ảo diệu đến như vậy. Sau khi trở về vương quốc, Ivan lập tức được đức vua mời lên đoạn đầu đài vì chưa hoàn thành nhiệm vụ. Anh bảo rằng mình đã huấn luyện được con Phượng Hoàng đó nên không cần phải giết nó. Còn mang sợi lông vũ ra để làm chứng, nhưng sợi lông lại mất đi ánh sáng lấp lánh. Chẳng lẽ tối qua mình chơi đồ nhiều quá nên trông gà hóa Phượng Hoàng hay sao ta? Đức vua thấy vậy liền hạ lệnh hành hình chứ để nó ở lại có ngày cười nội thương đến chết mất. Đúng vào lúc nguy cấp, sợi lông vũ đột nhiên phát sáng. Ngay sau đó Phượng Hoàng lửa xuất hiện bay lượn khắp nơi. Nó nghe thấy tiếng kêu cứu của Ivan nên đã mò tới đây xem hành quyết. Người dân được tận mắt chứng kiến chim quý đều tỏ ra kinh ngạc phấn khích. Họ hò reo Ivan chính là anh hùng. Đức vua thấy tình hình không ổn nhưng cũng đành phải bước lên trao danh hiệu thánh kỵ sĩ cho chàng ngốc. Tuy nhiên việc liên tục bị Ivan biến thành trò cười cho thiên hạ khiến đức vua hết sức cay cú, cho nên ông ta sẽ làm mọi cách để trừ khử nam chính. Vài ngày sau, lão bắt chấn bé đủ đi tới lâu đài băng giá ở phương Bắc. Ngự trị bên trong lâu đài là một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Nhiệm vụ của Ivan là hộ tống nàng ấy về cho lão ta cưới làm vợ, đúng là trâu già thích gặm cỏ non. Nam chính không còn cách nào khác buộc phải phi lừa đến lâu đài băng giá. Thấy cổng thành không có ai, anh liền đi thẳng vào nhưng nhanh chóng bị hất ngược trở lại. Thì ra cổng thành được bảo vệ bằng một bức tường vô hình. Đang loay hoay không biết phải làm sao để vào bên trong thì sợi lông Phượng Hoàng bất ngờ phát sáng. Nó bay thẳng vào trong bức tường. Vài giây sau, băng giá xung quanh tan thành nước cuốn luôn chú lừa số nhỏ xuống bên dưới. Chú ta lăn long lóc như quả bóng tuyết rồi kẹt lại ngay vách đá treo leo. Phe này mà rơi xuống thì xác định cỏ mọc xanh mộ. Phía bên kia Ivan bị kẹt chân trong lớp băng không di chuyển được nên anh chàng cởi luôn giày ra. Bước vào trong, anh nhìn thấy nàng công chúa tuyết xinh đẹp đang ngủ. Nhưng tại sao ở đây lại có cả trăm nàng công chúa giống nhau vậy nhỉ? Biết đâu là hàng thật, đâu là hàng pha ke đây? Ivan chợt nảy số dùng lông chim đánh thức nàng công chúa thật dậy. Hai người vừa mới gặp nhau đã trúng ngay tiếng sét ái tình. Sau khi công chúa nghe Ivan dụ dỗ đến vương quốc loài người sẽ có nhiều thú vui như siêu xe Porsche, ở nhà Vinhome mấy trăm tỷ hay ăn uống trong các nhà hàng sang chảnh mà không tốn tiền, nàng ta liền đổ ngay lập tức mà không biết rằng mình sắp bị mang bán cho một lão già ốm yếu. Nhưng ở trên này cao quá làm sao mà xuống dưới được đây? Công chúa liền dùng chiếc váy của mình làm dù đưa Ivan đáp đất. Không ngờ đến giữa đường gió to quá khiến nam chính mất thăng bằng rơi tự do. Còn nàng công chúa thì bị thổi bay luôn cả cái quần xà lòn. Chú lừa thấy vậy vội mọc cánh nhảy xuống cứu hai khứa ngáo ngơ liều chết này. Lúc này Ivan định tranh thủ hôn người đẹp một cái liền bị chú lừa nhắc nhở nhưng cấm phát cơm chó dưới mọi hình thức. Tối đó nam chính khổ sở đấu tranh tâm lý, có nên hút công chúa trước khi nàng ấy rơi vào tay lão vua già ốm yếu kia không? Xa quân một hồi đến sáng mà vẫn chưa mần ăn được gì, thế là Ivan đành phải đưa công chúa với vẻ mặt hơi cáu giận về cung điện. Thấy anh được người dân tung hô như một vị anh hùng, lão vua tức muốn lộn ruột, ông ta sai người giam lỏng công chúa chờ ngày thành hôn. Còn Ivan thì được ban thưởng rất nhiều vàng bạc châu báu đeo muốn gãy cổ. Vì luôn tương tư công chúa nên tối nào chấn bé đù cũng leo lên tòa tháp tặng nàng bó hoa cứt lợn đầy cảm lạnh. Nhưng còn chưa kịp sơ múi gì thì có người tìm đến. Hóa ra đức vua sai người hầu mang quần áo đẹp đến cho công chúa để chuẩn bị cho lễ cưới. Lựa mãi chẳng có bộ nào ra hồn nên nàng đành mượn tạm bộ đồ của một vị quan trong triều mặc tạm. Thấy công chúa đứng trước mặt ngon quá, đức vua liền thèm chảy cả nước miếng. Ông ta hiểu rằng nàng không hề yêu mình mà đem lòng thầm thương trộm nhớ cái thằng ất ơ Ivan kia. Vì vậy đã giao cho nam chính một nhiệm vụ mới để anh đi xa khỏi tầm mắt của nàng. Ông ta bảo rằng ở vùng biển phía đông có một con cá voi khổng lồ chuyên phá hoại tàu bè qua lại, cho nên muốn anh tới đó để trừng trị nó. Sáng hôm sau, trong lúc di chuyển đến chỗ con cá voi, Ivan bị một đàn chim lạ tấn công rơi xuống biển. Tại đây anh nhìn thấy rất nhiều sợi xích sắt to chà bá lửa nhưng không hiểu dùng để làm gì. Vừa lúc ngoi đầu lên thì một cơn đại hồng thủy ập đến. May là chú lừa có mặt kịp thời gánh còng cả lưng. Hóa ra những sợi xích kia dùng để phong ấn con cá voi khổng lồ mà đức vua nói đến. Nó không hề có ý định tấn công tàu thuyền qua lại. Trong lúc há miệng ăn sinh vật phù du, nó vô tình nuốt phải ngư dân mà thôi. Nhưng gã vua tham lam kia không hề quan tâm, nhốt nó ở đây hơn 500 năm rồi, thậm chí còn ra lệnh cho Ivan giết chết sinh vật tội nghiệp này. Thấy giọt nước mắt đáng thương của cá voi, nam chính không thể nhẫn tâm làm chuyện sai trái. Anh quyết định giải thoát cho nó khỏi những tháng ngày đầy đau khổ. Ivan cưỡi chú lừa thông qua đường mũi bay thẳng vào trong cơ thể của cá voi. Trong đây nhìn giống như một vũ trụ thu nhỏ với hàng triệu ngôi sao lấp lánh tỏa sáng. Chú lừa dùng cánh cọ vào mũi của cá voi khiến nó khó chịu muốn hắt xì. Cá voi phải ưỡn người lên cao làm những sợi xích không chịu nổi lực kéo lập tức đứt ra. Cuối cùng thì Ivan và chú lừa cũng đã giải cứu thành công cho sinh vật khổng lồ này. Lát sau rất nhiều tàu thuyền chui ra từ miệng con cá voi. Hóa ra ngư dân đi lạc vào địa bàn của nó nên mới xảy ra sự việc hiểu lầm trên. Ivan đang định quay trở về thì một chú cua tìm đến đưa cho anh một chiếc nhẫn. Đây chính là quà cám ơn của cá voi, nhưng lúc này anh chẳng thể nào vui nổi bởi vì người tình trong mộng của anh sắp phải lấy một lão già ốm yếu. Quyết không để điều đó xảy ra,
Tối đó Ivan đã trèo lên tòa tháp rồi lẻn vào trong phòng của công chúa. Xui thay, hành động vừa rồi đã bị tên tể tướng phát hiện. Khi Ivan tặng chiếc nhẫn thần cho công chúa làm tín vật cầu hôn thì đám lính đột nhiên xông vào. Chúng muốn bắt nam chính nhưng anh đâu có ngồi yên chịu trói. Tuy nhiên phía bên ngoài chú lừa không may đã bị gã vua độc ác dùng súng sát hại. Kết quả Ivan nhanh chóng bị nhốt vào nhà lao chờ ngày hành hình. Công chúa vì thương xót cho số phận của người yêu mà khóc cạn nước mắt. Đúng lúc đó một chú gà con tìm đến kêu công chúa hãy đi theo mình. Thì ra gà con muốn đưa nàng tới chỗ chú lừa đang bị thương. Tại đây công chúa bất chợt nhớ ra ở cuối chân trời có một bông hoa bồ công anh, chỉ cần lấy được nó về thì có thể hồi sinh người đã chết. Vì đôi cánh đã bị thương nên chú lừa chỉ đành tăng ga đá số chạy hết tốc độ suốt cả đêm hôm đó. Ngày hôm sau tên vua độc ác cho người mang tới 3 cái nồi khổng lồ. Trong đó có 2 cái nồi đã được đun sôi và 1 cái thì lạnh như băng. Nếu Ivan nhảy vào 3 cái nồi mà vẫn sống sót thì lão ta sẽ thả tự do cho anh. Biết kiếp này coi như bỏ nên nam chính đã lấy hết dũng khí bày tỏ tình yêu với công chúa. Anh yêu em như hình với bóng. Mất em rồi anh biết làm sao đây, nghe ngứa tai quá nên lão vua già liền chạy tới đẩy Ivan xuống dưới. Công chúa thấy vậy vội tháo chiếc nhẫn ném vào nồi nước sôi, vài giây sau nam chính bay lên một cách thần kỳ rồi rơi tủng vào nồi nước lạnh thấu xương. Lúc ấy phượng hoàng lửa bay đến thả chiếc lông của mình xuống giúp Ivan thoát chết, nhưng khi anh rơi vào nồi nước sôi thứ ba lại chẳng có gì xảy ra. Người dân buồn bã cho rằng anh sẽ không thể vượt qua khỏi kiếp nạn này, ngay cả công chúa cũng bật khóc nức nở chứng tỏ mọi chuyện đã kết thúc thật rồi. Đột nhiên trên trời xuất hiện một đốm sáng. Bông hoa bồ công anh từ từ rơi xuống nồi nước sôi, Ivan cũng theo đó bay lên từ làn khói mờ ảo. Thấy người yêu đã sống lại, công chúa liền vui mừng ra mặt, chỉ có mỗi tên vua độc ác kia là tức giận bảy sắc cầu vồng mà thôi. Thì ra chú lừa đã dùng hết sức bình sinh chạy đến tận cùng thế giới để hái bông hoa bồ công anh giúp nam chính thuận lợi qua ải. Đức vua không cam lòng liền nhảy xuống nồi nước sôi xem mình có hóa thành tiên hay không. Kết quả ông ta được bay lên trời thật, nhưng mà là bay lên trời để đoàn tụ cùng với ông bà tổ tiên. Cuối phim, Ivan dưới sự ủng hộ của người dân đã trở thành quốc vương mới, như vậy anh có thể đường đường chính chính lấy công chúa làm vợ. Còn chú lừa số nhọ chỉ vì ăn một ít lúa mạch mà phải gánh thằng chủ gãy cả đôi cánh. Thậm chí xem nữa đang xuất khỏi trái đất mấy lần. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.